Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc amply stereo đến từ hãng Onkyo, model là A9050. Đây là dòng amply thế hệ đời mới và dòng này thì nó sẽ tích hợp bộ dây mã DAC 24 bit, dòng DAC cao cấp đến từ hãng Watson WM8718, và đặc biệt là dòng này thì nó sẽ có luôn cái cổng rè out luôn. Anh em có thể sử dụng chiếc amply này như là một cái bộ dây mã DAC trong tập giá. Mặt phay nhôm màu bạc trắng nha, và nó sẽ hỗ trợ điều khiển từ xa, và em đã làm được một cái khiển học có thể chỉnh full được các chức năng của máy, tắt mở nguồn, chỉnh volume, chỉnh ngõ vào và nghe tiếng nha, rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng. Chất âm của dòng này rất là hay nha, nó sử dụng công nghệ tích hợp DI DRC cộng với cái công nghệ độc quyền WAP của hãng Onkyo, nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm sạch sẽ và chi tiết. Đây là dòng amply size lớn nha, với kích thước chiều ngang của nó là 435mm và chiều cao 139mm và chiều sâu của nó là 330mm, trọng lượng là 8,3kg. Về công suất âm thanh, công suất ở loa 8 ohm là 75W, đánh cũng khá là ổn nha. Màu bạc trắng rất là đẹp. Cổng D1, D2, đây là hai cổng Digito, cổng bằng cổng Casio, và D3 đây là cổng quang, cổng line 1, đây là cổng analog nè, line 1, line 2, 3, 4, 5 và có cả cổng phono luôn nha. Đây là cái nút chỉnh ngõ vào, chỉnh bass chép ba lăng. Đây là cái điều khiển từ xa của nó nha. Đây em chỉnh volume nè. Nút thay đổi ngõ vào nha. Rồi đây là cái cặp loa A. Và khi mà đánh lo A cộng B thì trở kháng lo tối thiểu là 8 ohm nha. Khi mà đánh lo A hoặc là B là 4 ohm cho tới 16 ohm. Onkyo A9050. Điện áp 100V, công suất là 180W. Toàn bộ sắt cắm mạ vàng nha. Đây là cổng quang. Anh em chơi nhạc từ Smart TV xuống nha. Rồi cổng analog đây. Đây con này có rè out luôn, rè out sấp điện nha. Anh em có thể gạt cái trở kháng qua 4 ohm hoặc là 8 ohm. Máy đẹp long lanh, chip DAC Watson 192kHz 24 bit, và dòng này thì giá mới bán tại thị trường Việt Nam khá là cao nha anh em, nó tầm là gần khoảng 14 triệu nha. Máy đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, và với công ty Onkyo A9050 đẹp long lanh, hoạt động tốt mọi chức năng, thì em sẽ bán với giá là 3.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.